Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh kính chúc toàn thể quý vị, quý khách hàng, các anh chị em nhà đầu tư một lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, Quang Minh đang đi trên đường tỉnh lộ 2 thuộc địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đang đi về hướng xã Tân Thông Hội nha các anh chị. Thì mục đích Quang Minh quay review cái con đường đi đến một cái lô đất nằm ở địa chỉ là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất có tổng diện tích là 2.171 m. Có 300 m đất thổ cư rồi các anh chị. Cái lô đất Quang Minh muốn giới thiệu thì nó có hai cái đường vào, mình đi cái đường tỉnh lộ 2 mình rẽ vào cái con đường này cũng được. Hoặc là các anh chị mình đi cái đường quốc lộ 22 vào cũng được. Nó đường thông các anh chị. Nó có hai cái lối vô. Thì sáng nay Quang Minh đi cái đường tỉnh lộ 2 cho nên là thuận tiện cũng ghé vô quay cái miếng đất review xung quanh cái miếng đất hơn 2.000 m, có 300 m đất thổ cư cho các anh chị mình xem. Xã Tân Thông Hội, cái lô đất này nằm ở bên tay phải quốc lộ 22, nếu đi từ An Sương lên là bên tay phải nha các anh chị. Dân cư ở đây cũng khá là đông. Lô đất Quang Minh đang giới thiệu đến toàn thể quý vị đây là phù hợp mình mua về mình làm nhà vườn, biệt thự hoặc là kho xưởng đều được các anh chị, xe tải vào thoải mái ha. Đường xá thông thương. Có 300 m đất thổ cư rồi, chức năng là khu dân cư nha. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ của cái lô đất này và Quang Minh sẽ kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết là chức năng đất như thế nào, có nên mua hay không nha. Đó là một điều khá quan trọng trong một cái bất động sản là cái thông tin quy hoạch. Các anh chị mình nhớ xem hết cái video này là các anh chị mình sẽ nắm rõ được cái chi tiết cái lô đất Quang Minh muốn giới thiệu về giấy tờ pháp lý, sổ sách, thông tin quy hoạch. Quang Minh làm đầy đủ hết. Các anh chị mình đang xem kênh, ai chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh và bật lên cái chuông thông báo lên để cập nhật và theo dõi những cái video mới nhất từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Chạy tới lô đất rồi nè các anh chị. Lô đất mình nằm bên tay trái ha. Bên tay trái. Đường này là còn đi thông nữa nha các anh chị. Còn đi thông. Đó, lô đất của mình đây. Dân cư ở đây khá là đông. Nhà vườn biệt thự cũng khá là nhiều. Đó, lô đất là từ bên cái tường rào màu đỏ qua bên bên đây nha các anh chị, là chiều ngang cái lô đất này là 17 m ha. 17 m nửa hậu. Nửa hậu phía sau tới hơn 40 m là nó nửa hậu hình L các anh chị. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái cuốn sổ là các anh chị mình sẽ hình dung cái miếng đất của mình nó rõ ràng và chi tiết hơn. Nó tới cái hàng rào bên đây nè. Từ đây qua cái tường đỏ bên kia là 17 m chiều ngang. Nó chạy sâu xuống là 49 m. Qua cái tường đỏ này xuống tới kia là 49 m, bắt đầu nở hậu L ra là 16 m nữa. Ở phía sau đất nó có một cái con mương anh chị. Ở sau đất có con mương. Đất mình thì nó cũng cao ráo, nó không có thấp hơn mặt tiền đường bao nhiêu. Bây giờ Quang Minh tiến hành quay cái cuốn sổ của cái lô đất này và Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch luôn. Đây, Quang Minh quay cái cuốn sổ đất cho các anh chị mình xem luôn ha. Cuốn sổ này có cái số thửa là 553, tờ bản đồ số 34, địa chỉ là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích là 2.171,3 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Cái thời hạn sử dụng là 2000 tới 2020, nhưng mà đã gia hạn rồi nha các anh chị.
Cuốn sổ này đã gia hạn tới 2065 rồi. Gia hạn cái phần đất trồng cây này. Còn cái này là cái phần chuyển lên thổ cư. Có 300 mét thổ cư ra cánh vậy. Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác thành đất ở tại nông thôn, diện tích là 300 theo quyết định số ha. Chuyển từ năm 2018. Này 4 năm rồi. Lúc đó là nợ tiền sử dụng đất 300 mét vuông với số tiền là 175 triệu. 175 triệu. Lúc đó 175 chứ bây giờ là nhiều lắm nha các anh chị. Này thuế nó tăng rồi. Còn đây là cái bản vẽ. Chiều ngang phía trước nè, phía trước để là đường nhựa, chiều ngang là 17m07. Nó chạy xuống đây 39m72 cộng chỗ đây là 10m 10m3 nữa là 50m á. Chạy xuống 50m bắt đầu nở hậu L ra 16m8. Chạy xuống là 18m6, phía sau có con mương nè. Phía sau cái độ xéo theo đất là 45m24. Tí nữa Quang Minh kiểm tra cái thông tin quy hoạch Quang Minh đo luôn. Đo luôn là các anh chị mình sẽ biết ha. Chính xác là ngang dài nó như thế nào. Sổ này cấp năm 2018 luôn. 2071 m. Rồi, bây giờ Quang Minh tiến hành kiểm tra cái thông tin quy hoạch cho các anh chị mình biết luôn nha. Thửa 553 tờ bản đồ số 34. Mình vào cái bản đồ của xã Tân Thông Hội. Tờ 34. Tờ 34. Lô đất này có hướng đông. Đây, thửa 553 đây các anh chị. Đây. Đó, y chang như trên cuốn sổ nè. 300 mét thổ cư nằm đây nè. Chuyển mục đích nè. 300 mét nằm trong cái khung này. Bây giờ con mình copy cái thửa đất này. Copy để mình vào cái ranh quy hoạch. Để mình tìm ra cái ký hiệu số của nó rồi mình mới kiểm tra cái chi tiết 1 phần 2000 được. Thổ cư đây, thửa 553. Vào cái ranh. Đó. Nằm ở ký hiệu số 57. Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch. Chi tiết xây dựng nè. Tỷ lệ 1 phần 2000, khu dân cư Tân Thông Hội, khu 3. Ký hiệu số là 57. Xong mình vào cái chi tiết xây dựng là số 57. Khu 3 nè. Vô cái màu này là thấy ngon lành rồi đó. Mình xóa cái này đi. Thứ 553. Làm đậm lên tí xíu cho nhìn cho nó rõ. Đó các anh chị. Nở hậu ha. Cái màu này là khu dân cư hiện hữu nè, còn cái này hình như là khu dân cư xây dựng mới hay sao á. Đúng rồi, đối diện mình là đất ở hiện hữu chỉnh trang, còn cái chức năng trong cái lô đất của mình là đất ở xây dựng mới. Ok nha các anh chị, đất ở xây dựng mới không có bị quy hoạch gì ha, mình né mấy cái màu này ra là ok rồi.
mấy cái màu này nè, mấy cái ô vuông nè, đất giáo dục nè, đất y tế nè, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở, đất cây xanh ven kênh, đảo giao thông, quá trời quy hoạch. Đó, mình né mấy cái đó ra là được. Còn cái này là dân cư hiện hữu, này là dân cư xây dựng mới, ok nha các anh chị. Mình đo cái chiều ngang phía trước. Rồi 7 mét. Sau nó là 45 mét mấy. 45 mét 24 nè. Nó xéo, ở phía sau đang có cái mương các anh chị ha. Coi cái bản đồ của xã phía sau có thể hiện cái mương không, có luôn nè. Đây nè. Cái mương nè. Sao thể hiện cái mương luôn. Mình tính tổng diện tích nè. 2171,3 mét nè, y chang như trên cuốn sổ luôn, không có khác gì hết. Cái hướng của cái lô đất này là hình như là hướng chánh đông luôn các anh chị, hướng chánh đông, hướng mặt trời mọc ha, chánh đông. Ở đây có một cái đường gì đây, đường dự phóng này, đường D1, lộ giới là 40 mét. Cái đường này sẽ hình thành trong tương lai. Trong nông hộ này khu dân cư hiện hữu cũng khá là nhiều, hầu như là dân cư hiện hữu với dân cư xây dựng mới, ít có dân cư kết hợp sản xuất. Này là đường quốc lộ 22 nè. Đó, cho nên là có hai cái hướng đi nha các anh chị. Nếu mình đi quốc lộ 2 mình chạy vô đường này, đường D5 nè. Chạy vô đây. Mình rẽ phải cái gặp cái đường D2. Lộ giới ở đường ngoài là 16 mét. Xong mình chạy vô cái đường này. Đường này là đường N3, lộ giới cũng 16 mét luôn. Đường trước đất mình quy hoạch là 16 mét. Đường thông nha. Cái giá bán của cái lô đất này là chủ kêu với cái giá là 10 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng nha các anh chị. 10 tỷ 900 triệu đồng còn thương lượng. Trên tổng diện tích là 2171,3 mét, có 300 mét đất thổ cư ha. Chức năng là đất ở xây dựng mới. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm. Quang Minh chia sẻ cái lô đất ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.